Rồi xin chào bà con. Nhật chảo video. Cái vườn ở Định Môn. Ba miếng của mình là 1000 gốc, hơn 1000 gốc. Miếng này món thon là mỗi trái 5 đồng. 3 năm mấy thì 350 mấy cây món thon. Hôm nay sẽ chảo video tại vì rất nhiều khách hàng hỏi mình. À, nhưng mà mình đang tập trung cho những vườn đang xả nhị nó rụng trái. Những thời tiết khó, nó trở gió, nó mưa nhiều nó rụng trái. Trùng trước. Nhưng mà sẵn lên đây á là mình coi cái đọt. Cái đoạn này là cần cái gì, bông mình chắc ăn là phải ra rồi. Mình như mình nói là mắng thôi nó rất là dễ nha, 370 cây như thế này ra bông hơn 95%, gần như là 99% đó. Thì mình chỉ canh cái đọt cho chủ vườn thôi, chủ vườn bằng mỗi cách là hút cái đọt. Nhưng mà bà con thấy hiện tại lá nè, tôi gần cho bà con coi lá, bà con thấy hiện tại là cái lá, cái nách này nó không mập lên là không cách nào ra đọt được nha. Và cái đầu đọt này không mập lên là không cách nào ra đọt được. Và bông trong đây nè, bà con thấy bông trong đây đã lớn như thế này rồi nha. Thì cái bông này nó sẽ tiện lợi gạch với cái đọt. Cái bông nó càng lớn thì sẽ đọt nó sẽ càng chậm ra. Tại vì sao? Tại vì bông này nó sẽ rút đọt ha. Bông càng lớn thì nó sẽ càng rút đọt. Quay vòng vòng cái cây cho bà con coi cái bông. Bông càng lớn thì cái đọt nó sẽ càng tỉ lệ gạch đọt chậm lại. Chủ vườn cho tiễn bông luôn. Thì bước sắp tới mình sẽ làm gì? Bước sắp tới mình sẽ cho tiễn bông. Tiễn bông thoáng ra ha. Giờ cũng dưỡng bông thôi, đọt nó không ra rồi thì mình không kéo. Rồi. Đây, mình quay tổng thể cái bộ lá sau khi ra bông. Đó, thì nhìn cái view mà con biết là mình, bà con nhìn cái bờ, mặt bờ, cách chia liếp, cách trồng gốc từng cây tới cây thì mình được nãy chủ vườn nói là 8-9 liếp gì đó. Bà con nhìn cái hàng nó đẹp nè. Và cái mương, cái bờ của mình sẽ nó một đường thẳng giống như là cùng chỉ mình căng. Là thứ nhất, thứ hai là cây nào nó cũng đều như thế hết. Đó ha. Bên kia thì mình không cần qua, mình quay 1-2 cây được rồi nè. Nhưng mình nói là mắn thon chắc ăn là phải ra bông 100%. Đây nè bà con coi nè, mình zoom nè. Đó, bà con thấy không? Đó, là mình thấy bông rồi đó. Ha. Đó. Rồi, bộ lá, tổng thể bộ lá. Nó sẽ có trái lá. Mình 350 cây như thế này, trái lá 5-7 cây là chấp nhận. Ha. 5-7 cây, 10 cây là chấp nhận. Đó, thì bà con nhìn này, tổng thể. Ha. Nhìn cái mặt liếp, mặt bờ nó bằng, cái mô nó cao, hình nón lá, nước chảy xuống, trũng xuống, bên kia nó đều với nhau hết, là trồng khoảng cách con chia nhau là đều hết. Nè, anh chủ sĩ anh đi đó, chủ sĩ anh đi đó, nè, chủ sĩ nè, tất cả mọi việc là phải qua tay anh hết, ha, phân thuốc, trồng cây, phân bờ, đẩy bạc, ngày dở bạc là thông qua anh hết, đã, cuối cùng là thông qua mình xong, rồi ổng thắng hết, là tất cả mọi thứ đều anh quản lý hết. Và bà con nhìn bông nè. Đó. Tại sao không tiễn bông? Tại vì thứ nhất là lượng cây nó nhiều. Thứ hai là nhân lực đang nghỉ lễ. Thứ ba nữa là có người biết làm, người không biết làm thì để cho cái bông nó hơi bự chút xíu là tiễn. Nhưng mà thế này là mình sai. Nhưng mà nhiều mình cho mình chấp nhận. Mình không nói được là tại vì mình số lượng nhiều. Tại vì mấy bông tiễn bông sớm thì bông nó sẽ mập hơn. Và vị trí bông nó đẹp hơn. Mình muốn để vị trí nào đẹp hơn vị trí đó. Các bạn thấy nè, bông nó nhiều mình không tiễn bắt đầu nó sẽ rụng lóng, nó rụng sinh lý. Tức là cây trồng của mình nó gánh nặng về bông thì nó sẽ xả sinh lý. Bông thì khỏi nói rồi, mà con coi nè. Nè. Đó. Định Môn Thái Lai Cần Thơ, vườn này năm rồi mình làm cái miếng tơ 200 mấy chục cây, 300 cây gì đó. À, thu 20-30 tấn. 20-30 tấn mỗi năm đầu. Tỷ lệ trái 91, bán 85.000 ký ha. Đó thì năm nay là vườn này bắt đầu làm mặn thôi, năm nay là làm hết luôn là một khoảng 1.000 cây. Hơn 1.000 cây. Mà 1.000 cây ảnh quản lý nó đẹp như thế này hết các bạn. Nó đẹp như thế này hết. Lỗi vài cây à. Cách quản lý của người ta rất là giỏi. Mình khen ảnh rất là khá. Cây khâu quản lý. Nè bà con thấy nè. Cây nhỏ xíu nè. Bông. Mà bà con thấy là cái bông của mình đúng là bông thuốc. Đúng là bông thuốc. Hổm nó ra bông lá. Hổm chú vườn đậy có mười mấy ngày à. Thấy bông cái sáng rồi. Dở bạc xong 1-2 bữa sau mưa ập tới liền là anh alo cho mình chạy lên mình coi liền là bông lá là rất là nhiều. Sau khi mình xử lý xong thì cái bông nó sẽ thành bông lại ha. Mẫn thon này dễ ra bông nhưng mà đừng chủ quan, chừng nào nó ra bông rồi mấy bạn hãy dở bạc. Với lại mấy bạn đẩy bạc á, khi nào mà cây nó xào, cây nó mắc nước nó xào nó xuống lá hả dở bạc. Còn mới đẩy có mười mấy ngày cây còn phơi phới gì nè, thấy bông sáng rồi bắt đầu dở bạc là chết nha. Nè bên kia là cây nào như cái nấy. Không lỗi được. Ra hơn 95% như thế này hết. Đó. Cây kế bên nè. Nè. Đó. Nè,
cái bên đó ha, không lỗi được. Vẫn thôi thì nó chảy ra bông đó, bà con thấy là cái bài làm bông của mình nó ra bông và dàn lá vẫn còn đứng vững nha. Rất là muốn kéo cây đọt cho chủ vườn, chủ vườn rất thích kéo cây đọt nhưng mà tiết độ nó không rớt ngay đây thì mình không làm gì được đó. Nè đó, còn thấy không? À, đó, nhận làm bông rồi sẽ trả bông rồi trái sắp tới sẽ cố gắng giữ trái cho khách hàng của mình. Giai đoạn giữ trái là giai đoạn cực kỳ căng ha, và đặc biệt là đối với mẫn thon sớm vụ. Vườn này sẽ sâu nhị ngay chăng tháng 8 âm lịch, cuối tháng 8 âm lịch, cuối tháng 8 âm lịch. Bông này khoảng 40 ngày nó sâu nhị, 30 tới 40 ngày nó sâu nhị bông này. À. À. Nó đều phân phát luôn, một cổ một. À, mọi người thấy nè. Đó. Nha. Rồi ok ha, bông nè. Kể cả những nhánh dưới nè. Đó, mà nó ra từ trong thân gà, cách thân gà. Những vị trí nào mình cho gà kỹ phát lo là nó sẽ ra bông chỗ đó. Và những vị trí nào mình cho phá miên trạng, mình cho kích bông là những miên trạng, những bông đó nó sẽ ra ngay trên chỗ đó. À, đó, rất là đẹp. À, như hiệp nói là mỗi chỗ là mỗi mắt cua, mỗi mầm ngủ thì mỗi chỗ đó đều mỗi có bông hết. Đó. À. Cây này thì quá nhỏ. Lại mấy cây bự mấy bạn nhìn mà chết không. À, mà dàn lá. À, quan sát cho mình cái dàn lá sau khi ra bông, dàn lá vẫn ổn. Đó. Làm như thế mới lấy tiền cả được ha. Làm như thế người ta mới hài lòng. À, người ta chấp nhận giao cái bánh vườn cho mình. Nó làm mọi cách rồi, rất là nhiều dinh dưỡng trong đây rồi nhưng mà không cài đọt. Không cài đọt thì không nhiều nữa, không ép nữa. À, ép quá không hạnh phúc. Nè, miễn cưỡng quá là không hạnh phúc. Rồi bà con thấy bông nó bự nó mọc nè. Đó. Gần như là ra bông cứng cây. Bông như thế này không tiễn ra, đọt nó muốn ra cũng khó. Đó. À, mình muốn cho cây ra đọt nhưng mà mình để bắt cây nuôi nhiều quá nó hơi tỷ lệ nghịch ha, mình làm hơi ngược. Năm rồi không? Bông này là tiễn, tiễn lại được, chọn lại được trong vòng sổ nghỉ, trong vòng 7 ngày tới 10 ngày là dứt điểm liền. Nha. Trong vòng 7 ngày không tới 10 ngày đâu. 5 tới 7 ngày là không quét nữa. Quét 5 đêm tới 7 đêm gỗ thôi, tại vì bông ra rất là đạt, rất là đều. Đây bà con coi. Nè, bông mới ra. Ha. Bắn thon này bông ra như thế này là bình thường. Rất là bình thường. Bây giờ mình có rất là nhiều vườn cao bông như thế này ha. Rồi ok. À, kết thúc video. Cho bà con xem là cái view nữa. Cái view cực kỳ đẹp. Cái view cực kỳ đẹp. Nè bà con coi nè. Đây từ cái bầu mình đi ha. Mình lia qua bên tay trái. Đi vòng hết bên tay trái. Nó đẹp như thế này. Cái này là đẹp như tranh vẽ ha. Rồi. Đây bông này. Đó. Mình đi cái bầu bìa, mình đi cái bầu, đi cái bờ giữa nữa, cái bờ thứ tư thứ năm á, vòng qua nữa mới đẹp nữa. Đó, mình lia qua đây. Rồi mình lia lại bên đây. Mình lia lại bên này. Vô cây này. Đó, vô cây nào bước vô trong là bông hết. Mình nhìn ở ngoài giờ mình không biết cây này đang làm bông đâu ha, trừ khi có đại bạc, dở bạc giấu bạc rồi. Đó. Là không biết cây này làm bông. Cái mũ cao su nè, để rất là kỹ luôn. Để dưới đây nè. Đó, mình muốn tìm mũ cao su cũng là khó, cực kỳ. Người ta làm rất là kỹ. Đó, cái mũ cao su nè. À, cuốn gọn lại để đây hết. Rồi mình qua đây mình lia bên đây. Bên này. Rồi nãy mình qua bên kia phải không? Bây giờ mình qua bên đây. Đó, nó đẹp. Nó đẹp trùng 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 như thế này. Rồi ok, kết thúc video nha. Đó. Nè, cái trước mặt của mình nè. Hồi nãy giờ mình đi muốn hết cái bờ này rồi. Gần nửa bờ rồi. Cây nào nó cũng như thế này hết. Cây nào nó cũng bông như thế này hết. Đó, và bông mình rất là mập. Mập và nó sáng bông nha. Bông này cho nó sẽ giai đoạn này nó sẽ rụng lóng nữa. Và qua giai đoạn này thì ok ha, qua giai đoạn này thêm một tuần lấy 10 bữa nữa thì bà con muốn để vị trí nào, một cành để lấy 200 300 là ok, là ổn hết nha. Đó. Rồi ok. Cảm ơn rất nhiều.